Rồi, câu số 9 á, là người ta kêu chúng ta là xuất, nghĩa là xuất ra danh sách, nghĩa là không có truyền vô cái gì hết, xuất danh sách tất cả các tên môn học ứng với mỗi môn á, thì cho biết bao nhiêu học viên à, chưa thi đậu, nghĩa là điểm dưới 5 á, được chưa? Nhưng mà người ta lại kêu chỉ xét cái lần thi cuối, nghĩa là lần thi số 2 thôi nè, học viên chưa thi đậu khi điểm lần cuối cùng, nghĩa là lần 2 thôi, còn lần 1 không xét. Nên là theo cái đề này á, là mình sẽ phải làm sao mình chỉ xét được lần thi cuối thôi, nghĩa là lần 2 thôi, còn lần 1 không cần xét lại nữa. Hiểu ý không? Được chưa? Rồi, nhưng mà giả sử như vậy, giả sử không có cái câu này đi, không có câu này nha, giả sử không có câu này, chỉ yêu cầu là xuất, nghĩa là đối với môn học xuất ra những cái môn mà học viên đã thi đậu rồi, nghĩa là không có cái câu này, thì nếu mà không có câu này thì mình sẽ viết như vậy này. Đó, mình sẽ viết kiểu như vậy nè, mình sẽ viết kiểu như vậy, mình sẽ chỉ là đếm thôi. Cái này chắc câu này các em hiểu ý đúng không? Đếm là các học viên nè, không? Với điều kiện là gì? Điểm nhỏ 5, lọc nhóm theo tên môn học. Hiểu ý không? Hiểu ý cái này không? Được không? Đó, thì nhớ là nếu mà giả sử cái câu mà người ta chỉ nói là không có xét lần thi cuối, lần thi 1 hay 2 cả, miễn là sao mà điểm dưới 5 là lọc là thống kê lại. Được chưa? Hiểu ý cái này chưa các em? Nhưng mà do ở trong cái đề nó có một cái câu hồng như thế này: học viên chưa thi đậu khi điểm lần cuối cùng à, thi cuối cùng á, nghĩa là lần 2 á, nhỏ 5, trong cái bài này thì người ta chỉ cho thi lần 1 và lần 2 thôi, được chưa? Thì lên ở đây mình mới có thêm một cái cốt như vậy nè, thầy mới viết thêm một cái này. Thì các em nhớ là đây là truy vấn con nè, nghĩa là thầy sẽ lọc ra, thầy vừa vào thầy chạy vô cái bảng kết quả, thầy sẽ lọc ra những cái lần thi lớn nhất của một cái học viên nào đó. Thì khi mà chạy mỗi cái cốt này thôi á, thì ở đây nó sẽ gom nhóm lại, nhưng mà nó chỉ lấy ra cái lần thi cuối cùng thôi à, của từng môn thôi. Các em thấy ở đây không? Nghĩa là nó sẽ lấy cái lớn nhất của cái môn này đối với học viên này thôi. Nghĩa là giả sử học viên này thi cái môn này mà thi 2 lần đi, đúng không? Thì nó chỉ lấy lần 2 thôi, nó không lấy lần 1. Còn mấy cái này là một lần, là do nó chỉ có thi có 1 lần nè. Hiểu ý chưa? Được chưa? Vậy là các em thấy cái mark ở đây, nghĩa là lấy lần thi cuối cùng á. Rồi sau đó cái bạn mà lấy được nó sẽ kết với cái này nha. Đó. Rồi thì lần lớn nhất nghĩa là lần thi gì? Là lần thi cuối á. Tại đây các em thấy cái câu lệnh mark này là nghĩa là lấy lần thi cuối á. Ha. Sau khi làm như vậy rồi á, thì lấy được cái lần thi cuối này là so sánh với cái lần thi cuối ở ngoài nè. Cái bạn này thì đặt tên là TB2 nè. Nguyên cái bạn này là tên là TB2, thấy không? Thấy không? Kết cái mã học viên, kết cái mã môn học. Này các em thấy, nghĩa là kết hai cái này là lấy được lần thi cuối. Rồi. Nhưng mà chỉ lấy lần thi lớn nhất thôi nha. Lần thi lớn nhất thôi. Đó, thì cái này nếu mà đưa cái này vô thì hơi khó. Lên thôi, bây giờ thầy muốn các em viết cho thầy hai cách. Cách thứ nhất là cách này, các em chụp cho thầy cách này. Nghĩa là cách thứ nhất là không cần phải lọc theo lần thi cuối, nghĩa là gì? Là chỉ là miễn là sao là gì, điểm nhỏ hơn 5 là ghi là chưa đậu, được chưa? Rồi cách 1, chụp cho thầy cách 1, được chưa? Rồi một cách 2 nữa là mình phải lấy được lần thi cuối, thì mình phải có một cái truy vấn con đây nè à, đặt tên là TB2, là bạn TB2 nè à. Cho thầy hỏi nè, các em hiểu ý của câu này không? Hiểu ý chỗ này không các em? Nè, hiểu ý cái chỗ câu lệnh mát này không các em? Lấy giá trị lớn nhất của cái lần thi nhóm theo gì? Mã môn học, tên môn học của các bạn. Nè, ví dụ như bây giờ các em mở cái bảng kết quả lên. Các em mở cái bảng kết quả lên là các em nhìn nè. Nè, giả sử cái người này đi. Cái người học viên này là các em thấy ở đây nè. Người ta thi 2 lần cái môn 04. Nhìn thấy không? Thấy các em thấy thi 2 lần môn 04 hay không? Nhưng mà bên câu lệnh truy vấn nè, các em thấy người ta xuất hiện coi giọng, thấy không? Thấy chưa? Chỉ có lấy lần lớn nhất thôi đúng không? Hiểu ý cái này chưa? Đó, nên là ở đây là muốn lọc theo cái chỉ lấy một dòng duy nhất thôi, chứ không lấy hai dòng, nghĩa là lấy lần thi lớn nhất thôi, được chưa? Đó, thì nếu mà muốn lấy lần thi lớn nhất thì phải viết thêm cái dòng này vào đây nha. Cái này hơi khó hiểu á, thấy không? Thì thường thường những cái đề mà dễ thì người ta sẽ không có cái thêm cái lần thi cuối. Đó, các em nhớ là các em làm thầy hai cách.
Cách thứ nhất là các em sẽ không có cái dòng lệnh này, các em chụp cho thầy cái cốt này đi nha. Nè, cách thứ nhất là mình bỏ cái cốt này đi, mình không phân biệt là đi cuối gì hết. Rồi chụp cho thầy khúc này trước là cách một nha. Đó, chị lọc nó bình thường thôi, cái này là hiểu đúng không? Rồi cách thứ hai khó hơn là muốn xét lần đi cuối lên ở đây phải có cái dòng, có cái chi vấn con này nè. À, lọc ra, nghĩa là lọc ra lần thi lớn nhất thôi. Các em nhớ cái này hơi khó hiểu nha, đúng không? À, lọc cái lần thi thứ nhất các em thấy nó bỏ cái một dòng không bốn này, thấy không? Thấy chưa? Đó, rồi chỉ kết với cái nào mà duy nhất, thấy chưa? Thì các em thấy ở đây, đây nè, các em thấy này nó có hai dòng không? Lần thi nè hai dòng, thấy chưa? Mình chỉ lấy cái dòng lớn nhất này thôi, thấy chưa? Đó, đó cái câu này nó hơi khó. Nên ở đây rồi sau khi lấy được, mình kết nó với cái bảng kết quả thì nó sẽ trùng với cái bảng kết quả với cái lần thi cuối này, là do cái này nè, thấy chưa? Đó, rồi mình muốn lọc nữa thì lấy lần lớn nhất thôi, thì ở đây nó sẽ có cái này. Rồi à, tại sao mà nó lại lược bỏ hết đi? Tại vì ở đây còn xét thêm một cái, chỉ lấy cái điểm nhỏ 5 thôi, lớn 5 không có lọc, không có lấy nữa. Nên ở đây nó sẽ, các em thấy đây nó ra nhiều như vậy, nhưng mà khi mà lọc nó bớt đi hết tất cả những cái gì mà trên 5 rồi. Nên ở đây nó mới lọc ra, chỉ còn có mấy, có một chút thôi á. À, thì cái này là các em thấy nó lọc, nghĩa tại vì ở đây nó chỉ lấy gì nhỏ 5 thôi nên nó lọc bớt hết đi rồi, nhưng mà lấy cái điểm lớn nhất nha. Nó cái này hơi khó nha, không phải dễ đâu. À, thì các em muốn test, các em phải chạy từ từ cái khúc này, các em chạy từ từ cái này xong rồi các em phải coi ở bên đây tại sao mà lấy được hai dòng mà nó không lấy được ba dòng đối với học viên này, được chưa? Được chưa? Nhìn nè. Đó. Đó, cái này nó chỉ lấy có hai dòng mà tại sao không lấy ba dòng? Tại vì sao? Nó lấy giá trị lớn nhất, được chưa? Này hơi khó lên thầy giải thích. Đó. Rồi bây giờ các em sẽ làm thầy câu số 9 này. Làm câu số 9 thì xong là dạy lao vào và thầy sẽ hướng dẫn câu số 10 nha. Rồi viết cho thầy hai cách luôn. Một cách là không cần cái này. Sao bạn này có nói chuyện ngoài ta? Đó, một cách là như vậy, chạy được để hiểu cách này, xong mới thử viết thêm một cách hai. À, thì các em thì thầy chỉ yêu cầu các em hiểu được cách một và lấy không phân biệt lần đi cuối được là ok rồi, còn cách này là dành cho những ai em giỏi nha. À, rồi mấy em viết cho thầy cái đó xong rồi giải lao.